Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Kon Tum có đường biên giới dài trên 290 km, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia, là điều kiện giao thương, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, góp phần giữ cho biên giới bình yên, phát triển. Là sĩ quan trẻ, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn luôn cảm thấy vinh dự tự hào khi được cấp trên tin tưởng giao trách nhiệm trạm trưởng, trạm kiểm soát, biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ đặc thù, anh và đồng đội không chỉ phát huy tốt vai trò của một cán bộ, bộ đội biên phòng, mà còn xây dựng bản lĩnh vững vàng, tư duy sắc bén, quyết đoán trong xử lý mọi tình huống, đặc biệt là đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu để ngăn chặn, đấu tranh các hoạt động vi phạm của các đối tượng. Với Đại úy Hoàng Ngọc Minh Châu, hiện công tác ở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, vào thời điểm tháng 1 năm 2022, khi mới nhận nhiệm vụ tại đồn gần 20 ngày, đã tham gia chuyên án của tỉnh, bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam, thu giữ hơn 1 kg ma túy đá. Liên tiếp từ đầu năm 2023 đến nay, Đại úy Hoàng Ngọc Minh Châu trực tiếp chỉ huy đội của mình dũng cảm đấu tranh thành công 4 vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm nguy hiểm, manh động. Trên cái cương vị mà một người cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống ma túy tội phạm thì cần phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, tự học, tự rèn, thường xuyên là phải cập nhật, nghĩa là trau dồi các kiến thức liên quan đến pháp luật, đặc biệt là cái pháp luật liên quan về hình sự và xử lý vi phạm chính thuộc thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng. Thứ hai nữa là cũng phải rèn luyện cho mình một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó, không ngại khổ. Mà một cái điểm nữa, theo quan điểm cá nhân của tôi là người cán bộ phòng chống ma túy tội phạm là phải có sức khỏe, sự bền bỉ để đáp ứng được các cái nhiệm vụ thực tế khi mà triển khai xuống dưới địa bàn. Đối với Đảng ủy Ban Chỉ đồn đã xác định và đồng thời là căn cứ vào là tình hình, nhiệm vụ, đơn vị xác định thời gian trọng điểm và khu vực và đối tượng cần tập trung đấu tranh. Do vậy thì trong thời gian qua thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đối với đơn vị là đấu tranh có nhiều chuyên án, nhiều vụ án và bắt được nhiều đối tượng và nhiều tang vật nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới mà đặc biệt là bình yên cho nhân dân. Khu vực dọc theo hai bên cửa khẩu quốc tế Bờ Y là nơi các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy. Khu vực này địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, vắng người qua lại. Từ năm 2021 đến nay, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp đấu tranh thành công 17 chuyên án, bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 42 bánh heroin, 18 kg ma túy tổng hợp và 82.000 viên ma túy. Để đấu tranh thành công những chuyên án lớn, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phải mật phục trong các khu rừng suốt 3 tháng, chỉ ăn mì tôm sống và lương khô mang theo. Bản lĩnh thép, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, các anh âm thầm chịu đựng mọi gian khổ, góp sức mình, đảm bảo sự bình yên cho biên giới, phục vụ cho phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Để trên địa bàn khu biên giới, chủ yếu là người địa phương, cho nên cả cái đối tượng thường lợi dụng đấy, và cái đối tượng này về cái trình độ nhận thức về pháp luật nó còn hạn chế đấy, để lôi kéo, một là dẫn đường, hai là vận chuyển ấy hàng hóa qua biên giới. Thì trong quá trình bắt giữ thì các cái vụ án này thì đều là đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị, vũ khí và bắt được, giữ được đối tượng và thu giữ được tang vật. Để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án về ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ, xây dựng lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm cao, nghiệp vụ giỏi, đoàn kết, có ý thức, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, linh hoạt, mưu trí, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi xác định là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình về phòng ngừa tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm ma túy nói riêng. Thứ hai là tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các cái hoạt động của các cái đường dây tội phạm xuyên biên giới. Từ năm 2018 đến nay, đã có hàng trăm cuộc hội đàm trao đổi, hàng trăm lượt tuần tra chung, tuần tra song phương được duy trì thực hiện trên tuyến biên giới tỉnh Kon Tum. Đây chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình hiện nay, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết, tất cả vì một đường biên giới bình yên, hữu nghị và phát triển.